Xin chào tất cả các em. Hôm nay thì hướng dẫn các em cách phân tích tìm ra đáp án đề thi đại học khối A A1 năm 2014. Những năm gần đây, đề thi đại học thường được chia làm hai phần: phần chung và phần riêng. Phần riêng học sinh có thể lựa chọn giữa phần cơ bản hoặc phần nâng cao. Năm 2014 có sự thay đổi về cấu trúc các câu hỏi trên đề thi. Đề thi gồm 9 câu bắt buộc. Về phần kiến thức trên đề thi thì vẫn tương tự những năm gần đây, 70% kiến thức là cơ bản, 30% kiến thức yêu cầu các em phải có tư duy tổng hợp, rơi vào các phần hình học phẳng, hệ phương trình, bài toán minmax. Phần lời giải chi tiết và đáp án, các em có thể xem đáp án của Bộ Giáo dục. Hôm nay thầy hướng dẫn các em cách phân tích để tìm ra các hướng giải của các câu trên đề thi. Bây giờ thầy cho mình cùng vào câu thứ nhất trong đề thi. Câu này thuộc lĩnh vực hàm số. Cho hàm số y bằng x cộng 2 trên x trừ 1. Ý thứ nhất, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số C. Ý số 2, tìm M thuộc đồ thị C, sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng Y bằng trừ X là bằng căn 2. Với ý thứ nhất thì hầu như các em đều làm được. Bây giờ thầy nhắc qua lại các bước khảo sát hàm số bậc nhất trên bậc nhất để các em tiện theo dõi. Y bằng AX cộng B trên CX cộng D. Để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số này, các em thực hiện các bước sau. Bước thứ nhất đó là tập xác định D bằng R, bỏ đi phần tử mẫu bằng 0 là trừ D trên C. Bước số 2, sự biến thiên. Trong bước sự biến thiên, các em tiến hành thực hiện các bước sau. Thứ nhất là giới hạn và tiệm cận. Các em tiến hành tính cho thầy các giới hạn sau: limit khi x tiến tới cộng trừ vô cùng. Sau đó các em kết luận tiệm cận ngang, thì viết tắt. Được chưa? Limit khi x tiến tới trừ D trên C trừ limit khi x tiến tới trừ D trên C cộng. Và từ đây các em kết luận tiệm cận đứng. Chuyển sang bước số 2, đó là bảng biến thiên. Trong bảng biến thiên, các em thực hiện các bước tính y phải để trả, sau đó lập bảng biến thiên x y phải y cùng giá trị bỏ đi là trừ d trên c. Sau khi lập được bảng biến thiên thì các em kết luận tính đơn điệu của hàm số nha. Bước cuối cùng là bước số 3, đó là vẽ. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì các em thực hiện các bước sau. Thứ nhất là bảng giá trị đặc biệt. Thường thì các em sẽ lấy hai điểm, đó là x bằng 0, y bằng 0 để cho các em tìm ra. Và tiếp theo là các em nhận xét. Đồ thị của hàm số bậc nhất trên bậc nhất gồm hai nhánh đối xứng nhau qua giao điểm của hai tiệm cận. Và cuối cùng là các em vẽ. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì các em dựa vào hai đường tiệm cận và dựa vào các điểm đi qua. Như vậy là thầy đã trình bày xong phần lý thuyết của khảo sát hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang IB. Các em quan sát IB. Tìm M thuộc đồ thị C, sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng Y bằng trừ X là bằng căn 2. Với câu hỏi này thì có hai hướng giải như sau. Cách giải thứ nhất rất quen thuộc với các em. Các em tiến hành hai bước. Bước thứ nhất là gọi điểm M có tọa độ là X0 phải X0 cộng 2 chia cho X0 trừ 1 thuộc đồ thị C. Và với x0 ở đây là khác 1.
Bước số 2, các em tiến hành áp dụng công thức khoảng cách. Công thức khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng. Thì ký hiệu đây là đường thẳng delta y bằng trừ x. Được chưa? Và các em cho khoảng cách này bằng căn 2. D từ M ta bằng căn 2. Từ đây các em sẽ có được một phương trình ẩn là x0. Và các em suy được ra giá trị x0, từ đó suy được ra tọa độ điểm M. Thế để làm được cách này thì các em chú ý cho thầy công thức. Công thức khoảng cách từ điểm M có tọa độ x0, y0 đến đường thẳng delta của phương trình là AX cộng BY cộng C bằng 0. Đường thẳng phải viết ở dạng tổng quát. Thì các em có công thức như sau: D từ M đến delta. Các em thay tọa độ điểm M vào vế trái của đường thẳng delta, lấy trị tuyệt đối, sau đó chia cho độ dài vectơ pha tuyến. Thì các em có được AX0 cộng BY0 cộng C trị tuyệt đối chia cho căn bậc 2 của AB cộng BB. Các em phải nắm được công thức khoảng cách này thì các em mới làm được bằng cách thứ nhất. Cách số 2. Cách số 2 như sau. Với cách số 2 này thì được sử dụng cho với các bạn mà gì? Các em làm hình học phẳng rất là thuần thục. Thầy thấy rằng gì? Chúng ta đang cần tìm tọa độ điểm M cách cái đường thẳng y bằng trừ x kia một đoạn bằng căn 2. Từ đó thì suy được ra điểm M của chúng ta thuộc đường thẳng D song song với cái đường thẳng đề cho và cách cái đường thẳng đề cho một đoạn bằng căn 2. Như vậy là thầy nghĩ đến việc viết phương trình đường thẳng D song song với cái đường thẳng delta đề cho, đó là y bằng trừ x, và cách đường thẳng delta đề cho một đoạn bằng căn 2. Sau khi viết được phương trình đường thẳng D rồi thì do cái điểm M của chúng ta là gì? Thuộc đồ thị, lại thuộc đường thẳng D. Từ đây thì chỉ cần gì? Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D với đồ thị C. Từ đó thì suy được ra tọa độ điểm M cần tìm. Như vậy là gì? Bài toán của chúng ta có hai cách giải. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải cụ thể như sau. Thầy cho mình cùng tiến hành cách giải thứ nhất. Cách 1. Thầy gọi điểm M có tọa độ x0 phải x0 cộng 2 chia cho x0 trừ 1. Cái này thuộc đồ thị C. Và các em chú ý là với x0 là khác 1. Được chưa? Rồi. Thì có đường thẳng. Thì ký hiệu là đường thẳng delta. Thì ký hiệu là đường thẳng delta. Thì đưa đường thẳng delta này về dạng tổng quát. Chuyển về thì có x cộng y bằng 0. Đúng chưa? Theo giả thiết thì khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng delta bằng căn 2. Bây giờ thì áp dụng công thức khoảng cách. Thì có khoảng cách từ M đến đường thẳng delta bằng, các em thay tọa độ điểm M vào vế trái của đường thẳng delta, lấy trị tuyệt đối, sau đó chia cho độ dài của vectơ pha tuyến. Các em có được kết quả như sau: x0 cộng với x0 cộng 2 trên x0 trừ 1, tất cả chia cho căn bậc 2 của một bình cộng một bình, và theo giả thiết thì bằng căn 2. Đến đây thì có được phương trình x0 cộng x0 cộng 2 trên x0 trừ 1 là bằng 2. Đây là phương trình trị tuyệt đối tương đương với hai trường hợp x0
cộng x0 cộng 2 trên x0 trừ 1 là bằng 2. x0 cộng với x0 cộng 2, x0 trừ 1 là bằng trừ 2. Thầy cho mình cùng tiến hành giải hai phương trình này, tìm ra giá trị x0. Với từng phương trình, các em quy đồng và bảo các em có được kết quả như sau. x0 nhân x0 trừ 1 cộng x0 cộng 2 bằng 2 nhân x0 trừ 1. x0 cộng 2 bằng trừ 2 nhân x0 trừ 1. Các em tiến hành nhân ra và chuyển vế rút gọn, các em có x0 bình phương trừ x0 cộng x0 hết, trừ đi 2x0. Bên đây là trừ 2 chuyển sang, các em có kết quả cộng 4 bằng 0. Phương trình dưới các em có được x0 bình cộng với 2x0 bằng 0. Với phương trình này các em sử dụng máy tính thì các em thấy rằng gì là vô nghĩa. Phương trình số 2, các em tìm được ra hai nghiệm x0 là bằng 0 và x0 bằng trừ 2. Với x0 bằng 0, thầy thay vào thì có được tọa độ điểm M đầu tiên, đó là gì? 0 trừ 2. Với x0 bằng trừ 2 thì có trừ 2. Trừ 2 thay vào thì có kết quả bằng 0. Đến đây các em kết luận cho thầy là gì? Có hai điểm M thỏa mãn yêu cầu bài ra. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em cách giải thứ nhất. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải số 2. Thầy cho mình cùng vào cách 2. Để thuận lợi, thầy gọi delta là đường thẳng để cho. Gọi delta là đường thẳng để cho. Phương trình đường thẳng delta đó là gì? X cộng y bằng 0. Thì chuyển về dạng tổng quát. Tiếp theo, thì gọi D là đường thẳng. Đường thẳng song song với delta, cách delta delta một đoạn. Một đoạn bằng căn hàm. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành viết phương trình đường thẳng D. Để viết được phương trình đường thẳng D, thầy cho mình cần sử dụng lý thuyết thầy học ở đây. Để có thứ nhất, phương trình đường thẳng D có dạng. Phương trình đường thẳng D có dạng đó là gì? X cộng y cộng hằng số c bằng 0. Với c ở đây là phải khác 0. Đúng chưa các em? Tiếp theo thì có khoảng cách từ delta, khoảng cách từ delta đến đường thẳng D, thẳng D bằng khoảng cách từ một điểm thuộc delta, thế nên luôn điểm O có tọa độ 0,0 là thuộc delta, đúng chưa các em? Đến đường thẳng D, kết quả bằng 0 cộng 0 cộng C chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình bằng căn 2. Từ đây thì thầy có được phương trình trị tuyệt đối của C là bằng 2. Thì tìm được ra C bằng cộng trừ 2. C bằng cộng trừ 2 thỏa mãn. Như vậy là thầy viết được hai phương trình đường thẳng D. Chúng ta x cộng y cộng trừ 2 bằng 0. Thầy lý luận như sau. Ta có điểm M cần tìm thuộc đồ thị C, điểm M lại thuộc đường thẳng D. Từ đây thì suy ra M là giao điểm của D và chỉ C. Các em tiến hành tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng D với đồ thị C thì các em sẽ suy được ra tọa độ điểm M. Các em tiến hành giải hai hệ phương trình x cộng y cộng 2 bằng 0, y bằng
x cộng 2 chia x trừ 1. Hệ phương trình số 2, x cộng y trừ 2 bằng 0. Y bằng x cộng 2 chia cho x trừ 1. Được chưa? Việc giải hệ phương trình này rất đơn giản. Từ phương trình thứ nhất, kem rút y thế xuống phương trình số 2. Từ phương trình thứ nhất, kem rút y thế xuống phương trình số 2. Từ đó kem sẽ suy được ra x y, và đó chính là tọa độ điểm đảm bảo. Kem về nhà tiến hành giải cho thầy hệ này. Như vậy là câu số B trong đề thi đại học của chúng ta là gì? Có tới 2 cách giải. Thì thường thì các em sẽ sử dụng cách giải thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào câu số 2 trong đề thi. Giải phương trình lượng giác sin x cộng 4 cos x bằng 2 cộng với sin 2x. Để giải được phương trình lượng giác này, trước tiên thầy cho mình cùng chuyển các biểu thức lượng giác về cùng số đo góc. Các em quan sát, số đo góc đây là x, số đo góc đây là x, số đo góc là 2x. Do đó thầy phải sử dụng công thức nhân đôi để chuyển sin 2x về biểu thức lượng giác có số đo góc là x. Vì vậy thầy có cách giải như sau. Phương trình tương đương với sin x cộng 4 cos x bằng 2 cộng với 2 sin x cos x. Sau khi chuyển về cùng số đo góc là x thì thầy thấy rằng phương trình lượng giác của chúng ta không thuộc các phương trình lượng giác cơ bản và cũng không thể sử dụng phương pháp đa đẳng phụ được. Do đó thầy nghĩ đến việc chuyển về phương trình x. Thầy sẽ nhóm hai biểu thức này với nhau, còn lại thì nhóm với nhau. Vậy thì có được như sau: sin x trừ đi 2 bằng, thì chuyển về sang bên kia thì có 2 sin x cos x trừ 4 cos x. Vế bên phải thì đặt nhân từ chung là 2 cos x ra ngoài thì có trừ 2 bằng 2 cos x nhân với sin x trừ 2. Bây giờ các em chỉ cần chuyển vế và đặt nhân từ chung là các em có được phương trình tích. Sin x trừ 2 nhân với gì? 1 trừ đi 2 cos x bằng 0. Thì có được kết quả hoặc sin x bằng 2. Cái này là gì? Cos x bằng 1 phần 2. Các em chú ý, sin x của chúng ta nằm trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Vậy cái này người ta là vô nghĩa. Còn lại là gì? Cos x bằng 1 phần 2. Điều này tương đương với cos x bằng cos của pi trên 3. Áp dụng công thức nghiệm thì có được x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng k2pi. K của g. Và đến đây thì các em chỉ cần kết luận cho thầy, vậy phương trình lượng giác của chúng ta là có hai ngoại nghiệm: x bằng cộng trừ pi trên 3 cộng với k2pi với k thuộc g. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu số 3 của đề thi như sau: tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng x bình trừ x cộng 3 và đường thẳng y bằng 2x cộng 1. Để làm được bài này thì các em cần phải nhớ ngay đến bài toán như sau: tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y bằng fx, y bằng gx, phải x bằng a, x bằng b. Các em có công thức diện tích bằng tích phân cận từ a đến b trị tuyệt đối của fx trừ gx dx. Trong trường hợp mà gì, đề chưa cho x bằng a, x bằng b hoặc là cho thiếu, thì các em tiến hành giải cái phương trình fx bằng gx, suy ra nghiệm chính là giá trị ab. Trong trường hợp mà các em vẽ được đồ thị hàm số y bằng fx, y bằng gx, thì các em không cần lấy trị tuyệt đối
mà các em chỉ cần lấy hàm số của đồ thị nằm bên trên trừ đi hàm số của đồ thị nằm bên dưới. Khi đó diện tích của chúng ta sẽ là cận từ A đến B. Fx trừ gx nếu fx của đồ thị nằm bên trên, ngược lại nếu fx nằm bên dưới. Được chưa các em? Với bài này thì fx của chúng ta chính là x bình trừ đi x cộng 3. Gx chính là 2x cộng 1. Bây giờ thầy tiến hành tìm hai cận AB bằng cách thầy xét cái phương trình x bình trừ đi x cộng 3 bằng với 2x cộng 1. Sau khi tìm được hai cận rồi thì thầy suy được ra công thức diện tích và thầy tính tích phân. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải cụ thể như sau. Thầy xét phương trình x bình trừ x cộng 3 bằng với 2x cộng 1. Các em tiến hành, đúng không? Các em có được kết quả là gì? X bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Và các em tìm được ra x bằng 1, x bằng 2. Từ đây thì suy ra diện tích cần tìm bằng tích phân cận từ 1 đến 2 trị tuyệt đối của x bình trừ đi x cộng 3 trừ đi 2x cộng 1 đóng trị tuyệt đối đến. Và kết quả bằng tích phân từ 1 đến 2 trị tuyệt đối của gì? X bình trừ 3x cộng 2 đi. Với tích phân này các em có các hướng giải như sau. Các em có thể tiến hành gì? Xét dấu trị tuyệt đối này trên đoạn từ 1 đến 2. Hoặc thầy thấy rằng gì? Trên đoạn từ 1 đến 2 thì cái x bình trừ đi 3x cộng 2 là không có nghĩa trên đó. Do đó là thầy có thể viết bằng trị tuyệt đối của tích phân từ 1 đến 2 của x bình 3x cộng 2 để đối. Và kết quả ở đây sẽ bằng tuyệt đối của gì? X mũ 3 trên 3 trừ đi 3x bình trên 2 cộng với 2x 1 đến 2 tuyệt đối. Và kết quả các em tính được là bằng 1/6. Như vậy là thầy đã tính được diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y bằng x bình trừ x cộng 3 và đường thẳng y bằng 2x cộng 1. Với bài này thì các em có thể phác họa đồ thị và chúng ta tính mà không cần phải có trị tuyệt đối. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu 4 của đề thi gồm hai ý. Ý thứ nhất thuộc lĩnh vực số phức. Cho số phức Z thỏa mãn điều kiện Z cộng với mở ngoặc đơn 2 cộng Y đóng ngoặc đơn nhân Z ngang bằng 3 cộng 5Y. Tìm phần thực phần ảo của số phức Z. Để làm được bài này, thầy cho mình cần đi tìm số phức Z trước. Thầy có lời giải như sau. Thầy đặt Z bằng A cộng BI. Các em chú ý điều kiện AB là thuộc R. Từ đây, thầy suy ra Z ngang bằng A trừ BI. Thay vào điều kiện bài cho ta có thầy viết là Z cộng với 2 cộng Y nhân Z ngang bằng 3 cộng 5Y. Điều này tương đương với A cộng BI cộng với 2 cộng Y nhân với A trừ BI bằng 3 cộng 5Y. Thầy cho mình cùng tiến hành rút gọn vế bên trái. Thầy có được kết quả như sau. A cộng B cộng với 2A cộng 2A trừ đi 2BI cộng với AI đúng chưa? Trừ đi BI bình phương bằng 3 cộng 5Y. Thế nhưng các em chú ý là y bình phương thì bằng trừ 1.
Vì vậy thầy có được kết quả như sau. 3, đúng chưa? Cộng với B. Cộng với A trừ đi B nhân Y bằng 3 cộng 5Y. Theo tính chất bằng nhau của hai số phức thì thầy có phần thực bằng phần thực, phần ảo bằng phần ảo. 3A cộng B là bằng 3. A trừ B bằng 5. Các em tiến hành giải hệ phương trình này thì các em tìm được ra A ở đây là bằng 2, B là bằng bao nhiêu? Trừ 3. B bằng trừ 3. Từ đây thì suy được ra Z của chúng ta là bằng 2 cộng với trừ 3 Y. Và thầy có được phần thực của số phức Z bằng 2. Còn phần ảo của số phức Z là bằng trừ đi 3, trừ 3. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất của câu số 4. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2 của câu số 4 là bài toán xác suất. Từ một hộp chứa 16 thẻ được đánh số từ 1 đến 16. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ, tính xác suất để 4 thẻ được chọn đều được đánh số chẵn. Để làm được bài toán này, các em cần phải nhớ đến ngay công thức. Xác suất của biến cố A bằng NA chia cho N omega. PA ở đây chính là xác suất của biến cố A. NA là số phần tử của biến cố A và N omega chính là số phần tử của không gian mẫu. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng công thức này vào bài toán. Thầy có lời giải như sau. Mình có tổng số thẻ bằng 16. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Từ đây thì suy ra số cách chọn là tổ hợp chập 4 của 16. Vì việc chọn của chúng ta là không tính đến thứ tự, do đó các em sử dụng khái niệm tổ hợp ở đây chứ không dùng khái niệm chỉnh hợp. Thứ hai, thì gọi A là biến cố chọn được 4 thẻ đều đánh số chẵn. Nhiệm vụ của thầy cho mình cần tìm số phần tử của biến cố A. Thế thầy có gì? Các thẻ đánh số chẵn là bao gồm các thẻ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 và 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta có 8 thẻ nha. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ thì số cứ chọn là ngẫu nhiên 4 thẻ. Từ đây thì suy ra số cách chọn là tổ hợp chập 4 của 8. Tổ hợp chập 4 của 16 thì tương ứng với N omega. Tổ hợp chập 4 của 8 ở đây thì tương ứng với NA trong phần công thức. Từ đây thì suy được ra xác suất PA cần tìm của chúng ta là bằng tổ hợp chập 4 của 8 chia cho tổ hợp chập 4 của 16. Kết quả bằng 1/26. Như vậy là thầy đã tính được xác suất để chọn được 4 thẻ đều được đánh số chẵn. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu 5 trong đề thi
thuộc lĩnh vực hình học giải tích trong không gian. Trong không gian OX, YZ cho mặt phẳng P có phương trình 2X cộng Y trừ 2Z trừ 1 bằng 0. Và đường thẳng D có phương trình X trừ 2 trên 1 bằng Y trên trừ 2 bằng Z cộng 3 trên 3. Tìm ra điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng D và vuông góc với mặt phẳng P. Ý thứ nhất, tìm giao điểm của đường thẳng D với mặt phẳng P. Các em tiến hành giải hệ phương trình mặt phẳng P và phương trình đường thẳng D. Các em suy được ra x, y, z và từ đó các em có được tọa độ giao điểm. Hoặc các em có thể chuyển phương trình đường thẳng D về dạng tham số, sau đó các em mới tiến hành giải hệ phương trình đường thẳng D và phương trình mặt phẳng P tìm ra x, y, z. Bây giờ thầy tiến hành giải trực tiếp, thầy có lời giải như sau. Giải. Tọa độ giao điểm M của đường thẳng D và mặt phẳng P. P. Được chưa? Là nghiệm của hệ. Phương trình mặt phẳng P 2x cộng y trừ 2z trừ 1 bằng 0. Đường thẳng D là dị x trừ 2 trên 1 bằng y trên trừ 2 bằng z cộng 3 trên 3. Thầy tiến hành giải hệ này, thầy có tương đương với 2x cộng y trừ 2z trừ 1 bằng 0. X trừ 2 trên 1 bằng y trên trừ 2. X trừ 2 trên 1 bằng z cộng 3 trên 3. Với hai phương trình dưới, thầy tiến hành quy đồng chuyển vế rút gọn, thì có được kết quả như sau. 2x cộng y trừ 2z bằng 1. Trừ 2x trừ đi y. Đúng không các em? Rồi, các em nhân lên đây, ta có kết quả là bằng trừ 4. Chuyển sang đây, các em có kết quả trừ 4. Thầy quy đồng lên, thầy có được 3x trừ z bằng 9. Tiến hành giải hệ này, thầy có được kết quả x bằng 7 phần 2, y bằng trừ 3, z bằng 3 phần 2. Từ đây thầy suy được ra tọa độ giao điểm. Thầy ký hiệu là điểm M và tọa độ là 7 phần 2 trừ 3 và 3 phần 2. Bây giờ thầy cho mình cùng giải quyết ý số 2. Các em quan sát đề như sau. Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng D và vuông góc với mặt phẳng P. Do mặt phẳng cần tìm của chúng ta chứa đường thẳng D, suy ra mặt phẳng cần tìm của chúng ta đi qua điểm M. Như vậy là thầy đã có được tọa độ điểm đi qua. Do chứa D và vuông góc với mặt phẳng P nên vectơ phát tuyến của mặt phẳng cần tìm vuông góc với UD, vuông góc với NP. Và thầy chọn vectơ phát tuyến của mặt phẳng cần tìm chính bằng tích co hướng của hai vectơ UD và NP. Vậy thầy có lời giải như sau. Thầy gọi Q là mặt phẳng cần tìm. Thầy có UD là bằng 1 trừ 2 3. NP là bằng bao nhiêu? 2 1 trừ 2. 1 trừ 2. Từ đây thì suy ra tích có hướng của UD và NP. Các bạn. Cách tính tích có hướng của hai vectơ. Các em có thể sử dụng máy tính hoặc các em tính trực tiếp như sau. Các em che cột đầu tiên đi, lấy đường chéo thứ nhất trừ đường chéo thứ hai.
Được chưa? Tiếp theo che cột thứ hai đi, các em lấy đường chéo thứ nhất trừ đường chéo thứ hai. Được kết quả bao nhiêu thì các em cho dấu âm vào trước kết quả. Che cột cuối cùng đi, các em lấy đường chéo thứ nhất trừ đường chéo thứ hai. Khi đó các em sẽ tìm được tích có hướng của hai vectơ. Kết quả ở đây là gì? Bằng 1, 8 và 5. Được chưa? Thì lý luận là gì? Do NQ vuông góc với UD. NQ vuông góc với NP. Nên từ đây thì suy ra thì chọn NQ, thì chọn NQ bằng tích có hướng của UD NP. Và kết quả là bằng 1, 8, 5. Mặt phẳng Q của chúng ta chứa D thì đương nhiên là đi qua điểm M. Mặt phẳng Q qua điểm M. Từ đây thì suy ra phương trình mặt phẳng Q cần tìm. Đó là gì? 1 nhân với x trừ 7 phần 2 cộng với 8 nhân với gì? Y cộng với 3 cộng với 5 nhân với z trừ đi 3 phần 2 bằng 0. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được là gì? X cộng 8y cộng 5z và bao nhiêu? Cộng với 13 bằng 0. Như vậy là thầy đã tìm được phương trình mặt phẳng cần tìm chứa đường thẳng D vuông góc với mặt phẳng P. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành câu tiếp theo trong đề thi. Câu 6 của đề thi thuộc lĩnh vực hình học không gian. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A, SD bằng 3A trên 2. Hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng ABCD là trung điểm của cạnh AB. Tính theo A thể tích của khối chóp SABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Để làm được bài này, trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Để vẽ được hình không gian, trước tiên các em phải vẽ đáy. Đáy là hình vuông có cạnh bằng A. A, B, C, D. Các em ký hiệu vuông góc. Cạnh A. Tiếp theo, các em dựng chiều cao. Mình có hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng ABCD là trung điểm của cạnh AB. Vậy đây chính là chân của chiều cao. Thì ký hiệu là H. Như vậy là thầy đã có được hình chóp SABCD. Chiều cao chính là SH. H là trung điểm của cạnh AB. Để tính được thể tích của khối chóp này, thầy cho mình cần có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất đó là tính diện tích đáy. Đáy là một hình vuông nên việc tính diện tích đáy rất đơn giản. Nhiệm vụ số 2 đó là tính chiều cao SH. Để tính được chiều cao SH, các bạn phải gắn vào một tam giác vuông đã biết cạnh hoặc biết góc. Thế theo giả thiết thì đề cho gì? SD này bằng 3A trên 2. Do đó thầy sẽ nối H với D. Thầy được tam giác này chính là SHD là một tam giác vuông tại H. Biết được cạnh huyền SD. Bây giờ thầy chỉ cần tính HD. Và thầy sử dụng công thức Pythagore là thầy tính được SH và thầy có được chiều cao. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau. Thầy có diện tích đáy bằng diện tích của A, B, C, D bằng A bình phương. Đúng chưa các em? Rồi, tiếp theo thầy tính HD.
thì xét cái tam giác vuông A, H, D này. HD ở đây đóng vai trò là gì? Cạnh huyệt. Do đó thầy có được. Có. HD thì bằng căn bậc 2 của AH bình phương cộng với AD bình phương. AH chính là A trên 2 tất cả bình phương cộng A bình phương. Kết quả bằng A căn 5 trên 2. Thì xét tam giác vuông vuông SHD vuông tại H. Vì SH vuông góc với mặt phẳng đáy nên sẽ vuông góc với HD. Đúng chưa các em? Từ đây thì suy được ra SH sẽ bằng căn bậc 2 của cạnh huyệt SD bình phương trừ đi cạnh góc vuông còn lại, đó là gì? HD bình phương. Các em có được kết quả bằng căn bậc 2 của gì? 3A trên 2 tất cả bình trừ đi A căn 5 trên 2 cả bình phương. Và các em có được kết quả là A. Từ đây thì suy được ra H chiều cao bằng SH và bằng A. Có được chiều cao, có được diện tích đáy. Vậy thầy có được thể tích SABCD bằng 1 phần 3 H nhân diện tích đáy bằng 1 phần 3 A nhân với A bình. Kết quả là A mũ 3 trên 3 đơn vị thể tích. Như vậy là thầy đã tính xong thể tích của khối tròn. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý thứ hai, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Để tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, các em có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất, phương pháp 1, đó là phương pháp trực tiếp. Để làm được phương pháp này thì các em cần phải có kỹ năng dựng hình. Xuất phát từ bài toán cơ bản như sau. Tính khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng S, B, C. Với H ở đây là hình chiếu của S lên mặt phẳng H, B, C. Thì gọi cái điểm H này là điểm hình chiếu. Thì chúng ta làm như sau. Từ H các em kẻ vuông góc là BC. Thì gọi là HK vuông góc BC. Sau đó thì nối S với K thì kẻ HI vuông góc với SK. Khi đó HI này chính là khoảng cách từ H đến mặt phẳng SBC chính bằng đoạn HI. Trường hợp này gọi là trường hợp đặc biệt. H ở đây chính là điểm hình chiếu. Các em chú ý là điểm K này có thể trùng điểm B hoặc trùng với điểm C tùy theo bài toán. Thế hai sang hai cái trường hợp tổng quát, đó là gì? Trường hợp mà tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng và cái điểm đó không phải điểm hình chiếu thì các em xét cho thầy hai trường hợp sau. Đây là mặt phẳng P và đây là điểm A. Điểm A đang cần tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng P thì các em nối cho thầy cái điểm hình chiếu H này. Nếu mà AH song song với mặt phẳng P nha, trường hợp AH song song với mặt phẳng P thì khi đó thì có khoảng cách từ A đến mặt phẳng P thì bằng khoảng cách từ H đến mặt phẳng P. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng P bằng khoảng cách từ H là điểm hình chiếu đến mặt phẳng P. Vậy là thầy đã quy cái bài toán tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ về tính khoảng cách từ gì điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Chúng ta sử dụng cái bài toán này. Trường hợp thầy nối A với H
đúng không? Đường AH của chúng ta không song song thì sao? Các em quan sát. H đây, H là điểm hình chiếu. Chúng ta đang cần tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, đúng chưa các em? Thì nối A với H thì nó cắt nhau tại điểm, thì ký hiệu đây là điểm M. AH cắt mặt phẳng P tại M. Khi đó thì thầy có được gì? Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P, P của chúng ta. Đấy, bằng AM chia cho HM nhân với khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng P. Và H ở đây chính là cái điểm hình chiếu. Điểm hình chiếu thì chúng ta đã tính được trong trường hợp đặc biệt này rồi. Như vậy là gì? Thầy lại quy cái bài toán tính khoảng cách từ một điểm bất kỳ về bài toán tính khoảng cách từ điểm hình chiếu đến một mặt phẳng. Như vậy là gì? Nếu không rơi vào cái trường hợp đặc biệt này, điểm cần tính khoảng cách chúng ta không phải là điểm hình chiếu, thì nó sẽ rơi vào một trong hai trường hợp này. Kem xét một trong hai trường hợp này cho thầy. Được chưa? Đấy là cách tính trực tiếp. Thế để làm được cái cách tính trực tiếp này thì các em phải nhớ đến cái kỹ năng giữ khoảng cách này. Bây giờ thầy hướng dẫn các em sang cái phương pháp số 2, đó là phương pháp sử dụng công thức thể tích. Phương pháp số 2 đó là sử dụng công thức thể tích, và thầy gọi tắt đó là phương pháp thể tích. Thầy đang cần tính khoảng cách từ điểm M đến cái mặt phẳng M đến mặt phẳng SBC, khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC. Được chưa? Ở cái trường hợp cái điểm M này có thể là điểm hình chiếu hoặc không phải là điểm hình chiếu. Chúng ta xét cái trường hợp chung. Vậy thì để tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC thì sẽ sử dụng công thức thể tích như sau. Thầy có thể tích SMBC thì bằng 1/3 khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC nhân với diện tích của tam giác SBC. Diện tích tam giác SBC. Từ đây thì suy được ra khoảng cách từ điểm M đến cái mặt phẳng SBC thì sẽ bằng 3 lần thể tích của hình chóp SMBC chia cho diện tích của tam giác SBC. Vậy là thầy chỉ cần đi tính thể tích của hình chóp và tính được cái diện tích của tam giác này thì khi đó thầy suy được ra khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng SBC. Việc tính diện tích của tam giác SBC thì thường chúng ta sẽ sử dụng công thức theorem. Đó là chúng ta sẽ đi tính độ dài có ba cạnh rồi chúng ta sử dụng công thức để tính diện tích. Bây giờ thầy trình bày cho các em phương pháp số 3, gọi là phương pháp giải tích. Và là phương pháp giải tích. Đây. Với phương pháp giải tích thì các em cần phải dựng hệ trục tọa độ, sau đó tìm tọa độ các điểm. Đấy. Và các em sẽ đi viết phương trình mặt phẳng SBC. Sau đó các em áp dụng công thức khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng thì các em có được khoảng cách cần tìm. Vậy là với bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, chúng ta có tới 3 phương pháp này. Bây giờ thầy cho mình cùng vận dụng phần lý thuyết này vào bài toán cụ thể trong đề thi. Các em quan sát hình vẽ. Thầy cho mình đang cần tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. A đến SBD. Điểm A không phải là điểm hình chiếu. Điểm hình chiếu của chúng ta là điểm H. Đúng chưa các em? Thầy nối A với H cắt mặt phẳng SBD này tại điểm B. Đúng chưa? À vậy thì nó rơi vào cái dạng số 3 của cái phương pháp tính trực tiếp. Bây giờ thầy hướng dẫn các em cái phương pháp số 1 trước. Phương pháp số 1. Đó là gì? Thầy có AH giao với cái mặt phẳng là SBD chính bằng điểm B. Đúng chưa các em? Bằng điểm B.
Từ đây thì suy được ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng FBD bằng AB chia cho HB nhân khoảng cách từ điểm H, điểm H đây chính là điểm hình chiếu, đến mặt phẳng là FBD. Đúng chưa? Thế nhưng mà do H là trung điểm của AB, do đó thì có kết quả bằng 2 lần khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng FBD. Nhiệm vụ của thầy cho mình là bây giờ giữ cái khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng FBD và tính. Từ đó suy được ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng FBD. Bây giờ thầy cho mình cùng dựng. Lý thuyết dựng thì thầy đã hướng dẫn các em rồi. Các em chú ý nhá. Đường AC của chúng ta là vuông góc với BD. AC của chúng ta là vuông góc BD vì đáy của chúng ta là hình vuông. Thứ nhất, thầy dựng là HK vuông góc với BD. HK vuông góc với BD. Đúng chưa? Thì cái đường HK chúng ta sẽ song song với AC vì AC cũng vuông góc với BD. Tiếp theo, thầy nối S với gì? K. Nối S với K. Đúng chưa các em? Rồi và thầy dựng cái đường HI vuông góc với HI này, vuông góc với SK. Thì từ đó thì có được HI chính là khoảng cách từ H đến mặt phẳng SBD. Thầy dựng này. Dựng. HK là vuông góc với BD. HK vuông góc với BD. Tiếp theo là thầy dựng HI vuông góc với gì? SK. Từ đây thầy suy ra khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng SBD chính là bằng HI. Bây giờ thầy cho mình cùng tính HI. Để tính HI thì thầy dựa vào cái tam giác vuông là SHK vuông tại H. Thầy có SH nhé, có SH và chỉ cần đi tính HK nữa là thầy tính được chiều cao HI. Rồi, thầy xét tam giác vuông, xét tam giác vuông SHK. Thầy có SH chúng ta tính được ở ý trên rồi là bằng A. Đúng chưa các em? Thế còn HK thì gì? Các em nhìn này, HK của chúng ta là đường trung bình của cái tam giác A, B và giao điểm của AC và BD này. Được chưa? Rồi, như vậy là thầy có HK là chính là bằng 1/4 lần AC. HK bằng 1/4 AC. AC là đường chéo của hình vuông, cạnh A là bằng A căn 2. Vậy kết quả của thầy có được là A căn 2 chia 4. Như vậy là thầy đã có được HK. Từ đây thì suy được ra. Suy ra 1 chia cho HI bình phương thì bằng 1 chia cho SH bình phương cộng với là 1 chia cho HK bình phương. HK bình phương. Đúng chưa? Kết quả bằng 1 chia cho gì? A bình cộng với 1 chia cho A căn 2 trên 4 tất cả bình phương. Đúng chưa các em? Và kết quả các em có được là bằng gì? 9 trên A bình. Trên A bình. Từ đây thì suy được ra. Thì suy được. À, HI sẽ bằng A trên 2. HI bằng A trên 3. Đúng không? A trên 3. HI của chúng ta kết quả bằng A trên 3. Bằng căn bậc 2 của A bình trên 9 và bằng A trên 3. A trên 3. Như vậy là thầy tính được khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng SBD chính là bằng A trên 3. Từ đây thì thầy suy được ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD của chúng ta sẽ bằng 2A trên 3. Vậy là thầy đã tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng sử dụng phương pháp trực tiếp. Kết quả ở đây chính là 2A trên 3. Bây giờ thầy sẽ gợi ý các em cái phương pháp thể tích ở đây. Phương pháp 2, đó là phương pháp thể tích. Thầy có được gì? Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD.
nghe đây, sẽ bằng 3 lần thể tích của khối chóp SABD chia cho diện tích của tam giác. Diện tích tam giác SBD. Thế các em có được thể tích của khối chóp SABD thì bằng 1/2 thể tích của gì? Khối chóp SABCD mà thầy cho mình đã tính được ban đầu. Đúng chưa? Rồi, thế còn cái tam giác gì? Xét tam giác SBD. SBD. Xét cái tam giác SBD này. Thế với tam giác này thì thầy có được gì? Có được SD thì là bằng 3A chia 2. Đúng chưa? BD là đường chéo của hình vuông có cạnh là A bằng A căn 2. Thế còn SB. Để tính được SB thì thầy dựa vào cái tam giác vuông là SHB. Tam giác này vuông tại H. Đúng chưa? Vậy thì thầy có được gì? SB chính là cạnh huyền của tam giác vuông SHB, nên kết quả bằng căn bậc 2 của gì? SH bình phương cộng với gì? HB bình phương. B bình phương. Và kết quả bằng căn bậc 2 của A bình cộng A trên 2 tất cả bình. Các em có được kết quả ở đây chính là gì? A căn 5 trên 2. Có được ba cạnh rồi thì thầy suy được ra nửa chu vi P thì bằng SB cộng SD cộng với BD trên 2. Đúng chưa? Các em chỉ cần thay số thôi. Và thầy có được diện tích tam giác thì sử dụng công thức thế đâu? Diện tích tam giác SBD bằng căn bậc 2 của P nhân với P trừ cạnh SD rồi nhân với P trừ đi cạnh gì? SB. Đúng không? SB. Rồi, và nhân với gì? P trừ đi cạnh gì? BD. BD. Được chưa? Các em thay vào và các em tính được diện tích có thể tích thì thay vào đây là thầy có được khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Bây giờ thầy sẽ gợi ý các em cái phương pháp số 3, đó là phương pháp giải tích. Phương pháp 3 đó là phương pháp giải tích. Bây giờ thầy cho mình cùng dựng hệ trục tọa độ. Do đáy của chúng ta là hình vuông nên thầy có chọn đây chính là trục OX. Đây chính là trục OY. OZ của chúng ta là song song với chiều cao. Song song chiều cao. A ở đây là trùng với O. Được chưa các em? À, thầy dựng hệ trục. Trục tọa độ đó là gì? OX thì trùng với là AD. OY trùng với AB. OZ thì song song với SH. Song song SH. Được chưa các em? Khi đó thì có tọa độ cái đỉnh như sau. Thứ nhất, điểm A trùng với không tọa độ O, nhưng tọa độ là 0. Không. Không. Được chưa các em? Điểm D nằm trên trục OX nhưng chỉ có X khác 0 thôi, còn hai tọa độ kia bằng 0. Thì đo từ điểm D đến gốc tọa độ. Độ dài là bằng A, 0, 0. Tương tự, điểm B nằm trên gì? Trục OY, đúng chưa? Do đó thì có X bằng 0. BA của chúng ta bằng A, vậy A, 0. Điểm C, em quan sát điểm C. Điểm C là thuộc mặt phẳng XOY, đúng chưa? Do đó Z bằng 0. Để tìm tọa độ điểm C thì từ C thì kẻ vuông góc đó OX, đúng không? Thì thầy đo đến tọa độ này chính là gì? A. Từ C thì kẻ vuông góc ra trục OY thì có đoạn này cũng chính là A và 0. Bây giờ thầy cho mình chỉ cần tìm tọa độ điểm S nữa là xong. S của chúng ta. S thì thuộc mặt phẳng là gì? À đúng rồi. IOZ. IOZ. Do đó X bằng không. Đúng chưa các em? Rồi, để tìm được
Y của điểm S và Z của điểm S thì thầy sẽ kẻ vuông góc tới cao trục. Đã có. Từ S kẻ vuông góc OY chính là điểm H này. Đo gốc tọa độ đoạn này chính là A trên 2. Đúng chưa? Rồi. Từ S thầy kẻ vuông góc là trục OZ. Thầy đo đoạn này chính là cái bằng đoạn gì? SH, và cũng kết quả là bằng A. Như vậy là thầy đã tìm được tọa độ tất cả các điểm trên hình vẽ. Đúng không các em? Tiếp theo thì chỉ cần đi viết phương trình, mặt phẳng SBD. Đã biết tọa độ 3 điểm SBD nên việc viết phương trình mặt phẳng này rất đơn giản. Đúng chưa các em? Rồi, viết được phương trình rồi thì thầy áp dụng công thức khoảng cách. Công thức khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Và từ đó thầy tính được kết quả khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBD. Như vậy là với câu số 6 này, ở ý số 2, tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, chúng ta có tới 3 phương pháp giải. Các em có thể sử dụng một trong 3 phương pháp này đều được hết. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu 7, thuộc lĩnh vực hình học phẳng. Trong OXY cho hình vuông ABCD có điểm M là trung điểm của AB, N là điểm thuộc AC sao cho AN bằng 3 lần NC. Viết phương trình CD, biết điểm M có tọa độ là 1, 2, điểm N có tọa độ 2, trừ 1. Để làm được bài toán này, trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. A, B, C, D, N, điểm M. Điểm M là trung điểm của AB. Điểm M của chúng ta có tọa độ là gì? 1, 2. Điểm N có tọa độ là 2, trừ 1. Yêu cầu của bài toán là viết phương trình đường thẳng CD. Để làm được bài toán này, thầy cho mình có hai phương pháp để làm. Phương pháp thứ nhất là chọn điểm xuất phát. Và phương pháp số 2 đó là sử dụng bài toán cơ bản. Thầy hướng dẫn các em qua cái phương pháp thứ nhất, phương pháp 1, chọn điểm xuất phát. Thầy cho mình sẽ chọn điểm xuất phát chính là điểm A hoặc điểm Y là giao của AC và BD. Thì ví dụ thầy chọn điểm xuất phát là điểm A, thì các em phải tìm được mối quan hệ giữa điểm A với hai điểm đề cho là M và N. Thầy có A M nằm bằng A trên 2, với A ở đây là cạnh của hình vuông. Đúng chưa các em? Thế còn AN thì bằng 3/4 lần AC. AC là đường chéo của hình vuông cạnh A, kết quả bằng 3 căn 2A/4. Như vậy là nếu thầy tìm được cạnh của hình vuông, khi đó thầy sẽ tìm được tọa độ điểm A. Vì tọa độ điểm M và điểm N đã biết, thầy chỉ cần gọi điểm A có tọa độ là x0, y0. Khi đó thì có AM thì bằng A trên 2, A là cạnh của hình vuông. Thì chúng ta sẽ có được một phương trình ở đây. Tương tự như dưới thầy có được một phương trình ẩn x0, y0. Giải hệ thầy tìm được x0, y0. Và từ đó thầy tìm được tọa độ điểm A. Vậy là bây giờ thầy cho mình cần đi tìm độ dài của cạnh hình vuông. Hay nói khác này, thầy cho mình cùng tìm A. Tìm A thì dựa vào giả thiết để cho điểm M và điểm N đã biết rồi, đúng chưa? Thầy xét cái tam giác A, M, N. Đúng chưa? Rồi, xét tam giác A, M, N. Xét tam giác A, M, N.
đoạn MN là thì tính được nha, đoạn MN tính được này. Rồi mình có MN là tính được. Đúng chưa? AM AM thì bằng A trên 2. AN thì bằng 3 căn 2 A chia cho 4. Rồi thầy cho mình có góc A. Góc A là bằng 45 độ theo tính chất của hình vuông. Ngoài 4 nha. Theo định lý hàm số cos thì thầy sẽ có được gì? MN bình phương thì bằng AM bình phương cộng AN bình phương trừ 2 lần AM AN cos của 45 độ. Đúng chưa các em? Các em chỉ cần thay AM AN MN vào đây. Được chưa? Thì các em sẽ tìm được ra A, từ đó các em suy được ra A. Và cụ thể trong bài này thầy gợi ý các em là các em tìm được ra A bằng 4, cạnh hình vuông bằng 4. Khi đã tính được cạnh hình vuông rồi thì từ đó thầy tính được đoạn AM AN. Thầy gọi nha, thầy gọi. Rồi. Điểm A có tọa độ là x0. x0. Thì các em thay vào cái hệ này, từ đó các em suy được ra x0 y0. Và các em suy được ra tọa độ điểm A. Có được tọa độ điểm A rồi thì thầy sẽ tìm được tọa độ điểm C. Vì mình có cái đẳng thức, các em có cái đẳng thức là gì? Vector AN, vector AN thì bằng 3 lần vector NC. Điểm A tìm được bên trên, điểm N có tọa độ rồi, từ đó thầy suy ra tọa độ điểm C. Đúng chưa? Có được tọa độ điểm C thì thầy viết được phương trình CD đi qua điểm C và U của đường thẳng CD thì chọn ngay bằng vector AM. Như vậy là thầy viết được phương trình CD. Đấy là phương pháp thứ nhất, gọi là phương pháp chọn điểm xuất phát. Các em cũng có thể chọn điểm xuất phát là điểm Y. Thì các em đi tính cho thầy là IM, IN. Và từ đó thì các em cũng có được tọa độ điểm Y, từ đó suy ra được tọa độ điểm C. Vì N là trung điểm của IC và thầy cũng xác định được tọa độ điểm A và từ đó thầy cũng viết được phương trình CD. Đây là phương pháp thứ nhất, phương pháp chọn điểm xuất phát. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn qua các em phương pháp số 2, đó là sử dụng bài toán cơ bản. Phương pháp 2, sử dụng bài toán cơ bản. Bài toán cơ bản ở đây là cho đường thẳng delta. Đường thẳng delta này đã biết phương trình. Viết phương trình đường thẳng D đi qua điểm M tạo với delta một góc cos alpha. Để làm được bài này, các em tiến hành hai bước. Bước thứ nhất, các em gọi ND có tọa độ là AB. AB không đồng thời bằng 0. Bằng 0. Bước tiếp theo, các em áp dụng công thức góc. Công thức góc. Các em có cos alpha thì bằng trị tuyệt đối của ND nhân với N delta chia cho độ dài của ND nhân với độ dài của N delta. Và từ đây các em suy được ra phương trình đẳng cấp ẩn là AB. Giải phương trình đẳng cấp, các em suy ra AB suy ra ND. Đường thẳng D đi qua điểm M đã biết tọa độ và từ đây thì suy được ra phương trình đường thẳng D. Bây giờ thì cho mình cùng vận dụng bài toán này vào bài toán đề ra. Các em quan sát trên hình vẽ của chúng ta thì đường thẳng MN là đường thẳng đã biết và đường thẳng này đóng vai trò là đường thẳng delta trong phần lý thuyết. Để cho các em. Rồi. Nhiệm vụ của thầy cho mình đang cần viết phương trình đường thẳng CD. Đường thẳng CD này đi qua điểm nào? Thầy gọi điểm E là giao điểm của MN với CD. Thầy sẽ tìm được tọa độ điểm E. Vì sao? Thầy có EN chia cho N
m thì bằng c n chia n a, kết quả bằng 1/3. Từ đây thầy suy được ra vector a n bằng 1/3 vector n m, và từ đó thầy có được tọa độ điểm e. Hay nói khác, thầy có được điểm đi qua của đường thẳng CD. Để viết được phương trình đường thẳng CD, nhiệm vụ của thầy cho mình cần tính cốt của góc tạo bậc giữa đường thẳng CD và đường thẳng MN. Thế để tính được cốt góc này thì thầy đặt cái góc này là bằng alpha. Các em quan sát hình vẽ, góc này alpha thì thầy có góc này cũng bằng alpha. Và cốt alpha là thầy tính được bởi thầy dựa vào tam giác AMN. Đúng chưa các em? Tính được cốt alpha, nếu cốt alpha dương thì suy ra alpha là góc giữa hai đường thẳng CD và MN. Còn cốt alpha âm thì thầy suy được ra góc giữa đường thẳng CD và MN chính là pi trừ đi alpha. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành cách giải này như sau. Thầy có lời giải cụ thể như sau. Dạ. Trước tiên thầy gọi E là giao điểm của MN với CD. Bây giờ thầy cho mình cùng đi tìm tọa độ điểm E. Thầy có N chia cho NM thì bằng CN chia cho NA, kết quả bằng 1/3. Từ đây thầy suy ra lần thứ vector EN, vector EN bằng 1/3 lần vector NM. Được chưa các em? Vector EN thì bằng tọa độ điểm N trừ tọa độ điểm E, 2 trừ XE phải trừ 1 trừ IE bằng 1/3 vector NM thì bằng tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm N. Thì có được kết quả như sau: trừ 1/3. Từ đây thầy có được hệ phương trình 2 trừ XE thì bằng trừ 1/3, trừ 1 trừ IE thì bằng 1, 1/3 nhân 3 bằng 1. Các em tiến hành giải hệ này thì các em có được XE của chúng ta là bằng 7/3. Thế còn IE, kết quả là bằng trừ 2. Từ đây thì có được tọa độ điểm E là 7/3 phải trừ 2. Như vậy là thầy đã tìm được tọa độ điểm E 7/3 trừ 2. Tiếp theo thầy cho mình cùng đi tính cốt alpha. Thầy xét tam giác A M N có góc A là bằng 45 độ. A M đây là bằng gì? A trên 2. Với A là cạnh của hình vuông. Để cho các em. Thế còn AN, AN thì bằng 3/4, 3/4 AC. AC là đường chéo của hình vuông, có độ dài bằng A căn 2. Vậy thì có được kết quả bằng 3 căn 2 A trên 4. Từ đây thì tính được đoạn MN, thầy sử dụng định lý hàm số cốt. Thầy có MN bình phương thì bằng AM bình phương cộng AN bình phương trừ đi 2 lần AM nhân AN nhân cốt của 45 độ. Thay vào thì có được kết quả như sau: A bình trên 4 này, đúng chưa, cộng với A căn 2 nhân với 3 trên 4 tất cả bình phương.
thế đảo dưới thì viết cho nó thuận. Rồi, trừ đi 2 lần a trên 2 nhân với a căn 2 nhân 3 trên 4 nhân với cos 45 thì bằng 1 trên căn 2. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được kết quả bằng 5/8 a bình phương. Từ đây thì suy được ra đoạn MN bằng căn 5 a chia cho 2 căn 2. Hiểu không? Có được đoạn MN AM AN có rồi. Từ đây thì tính được cos alpha. Cos alpha thì bằng AM bình phương cộng với MN bình phương trừ đi AN bình phương chia cho 2 lần AM nhân với MN. Các em tiến hành thay vào, các em có AM chính là A trên 2 cả bình phương cộng với MN bình phương chính là 5A bình trên 8 trừ đi AN bình phương. AN của chúng ta bằng 3 căn 2A trên 4 bình phương. Tất cả chia cho 2 lần nhân với A trên 2 nhân với MN. MN của chúng ta là bằng căn 5 A trên 2 căn 2. Các em tiến hành rút gọn thì các em có được kết quả là bằng trừ 1 chia cho căn 10. Từ đây thì suy được ra cos của góc giữa hai đường thẳng MN và CD là bằng 1 chia cho căn 10. Bây giờ thì cho mình cùng đi viết phương trình đường thẳng CD đi qua điểm E tạo với đường thẳng MN một góc cos bằng 1 chia cho căn 10. Thì gọi NCD là bằng AB. AB không đồng thời bằng 0. Thì có vector MN lấy tọa độ điểm N trừ tọa độ điểm M thì có kết quả là bằng 1 trừ 3. Từ đây thì suy ra N MN là bằng 3 1. Các em đảo tọa độ đi và cho một số âm vào thì em có được kết quả là 3 1. Bây giờ thầy cho mình cùng áp dụng công thức góc. Mình có cos MN CD thì bằng trị tuyệt đối của N CD N MN chia cho độ dài của N CD nhân với độ dài của N MN. Các em tiến hành thay số, các em có 1 chia căn 10 bằng 3A cộng với B trị tuyệt đối chia cho căn bậc 2 của A bình cộng B bình nhân căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình. Căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình kết quả bằng căn 10. Các em rút gọn quy đồng, các em có được kết quả căn bậc 2 của A bình cộng B bình bằng trị tuyệt đối của 3A cộng B. Tiến hành bình phương hai vế làm mất căn, mất trị tuyệt đối thì có được kết quả như sau: A bình cộng B bình bằng 3A cộng B tất cả bình phương. Các em khai triển bình phương chuyển vế rút gọn, các em có được phương trình 8A bình cộng với 6AB bằng 0. Từ đây các em có được hai trường hợp A bằng 0 và A bằng trừ 3/4B. Bây giờ thầy cho mình cùng xét từng trường hợp một, suy ra vector pháp tuyến của đường thẳng CD rồi suy ra phương trình CD. Với A bằng 0 thì chọn B bằng 1. Từ đây thầy suy ra NCD là
bằng 0,1. CD đi qua điểm E. CD qua điểm E có tọa độ là 7/3 trừ 2. Từ đây thì suy được ra phương trình CD 0 nhân x trừ 7/3 cộng 1 nhân với y cộng 2 bằng 0. Các em tiến hành rút gọn, các em có được phương trình đó là y cộng 2 bằng 0. Vậy là thầy được phương trình thứ nhất, y cộng 2 bằng 0. Thì xét trường hợp thứ hai, đó là với a bằng trừ 3/4b, thầy chọn b bằng trừ 4, thì thầy suy được ra a là bằng 3. Từ đây thì có được n, CD có kết quả là bằng 3/4. CD đi qua điểm E có tọa độ 7/3 trừ 2, nên từ đây thầy suy được ra phương trình CD thứ hai, đó là 3 nhân với x trừ đi 7/3 trừ 4 nhân với y cộng với 2 bằng 0. Tiến hành rút gọn, các em có được phương trình 3x trừ 4y trừ đi 15 bằng 0, và thầy tìm được phương trình CD thứ hai. Đến đây, các em kết luận cho thầy có hai phương trình đường thẳng CD thỏa mãn yêu cầu bài ra. Như vậy là câu số 7 này, các em có hai phương pháp giải: phương pháp cho điểm xuất phát và phương pháp sử dụng bài toán cơ bản. Thầy đã chữa cho các em bằng phương pháp sử dụng bài toán cơ bản. Còn phương pháp cho điểm xuất phát thì dựa vào gợi ý của thầy, các em tự làm. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Câu số 8 của đề thi thuộc bài toán giải hệ phương trình. Phương trình thứ nhất, x căn bậc 2 của 12 trừ y cộng với căn bậc 2 của y nhân với 12 trừ x bình bằng 12. Phương trình số 2, x mũ 3 trừ đi 8x trừ 1 bằng 2 căn bậc 2 của y trừ 2. Thầy hiểu đây là phương trình thứ nhất, đây là phương trình số 2. Để giải được hệ phương trình này, thì cho mình cần phải tìm ra điểm mấu chốt của phương trình. Các em quan sát phương trình số 2. Với phương trình số 2, thì cho mình chỉ có một hướng biến đổi duy nhất. Đó là gì? Bình phương hai vế để làm mất biểu thức ăn. Thế nhưng sau khi bình phương hai vế, thì vế bên trái của chúng ta là có bậc, là bậc 6. Do đó quá trình tính toán gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy là điểm mấu chốt của hệ phương trình này chính là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất là một phương trình có chứa biểu thức căn. Với một phương trình có chứa biểu thức căn thì các em có 3 hướng giải chính. Hướng giải thứ nhất đó là gì? Bình phương hai vế để làm mất biểu thức căn. Hướng giải thứ hai đó là gì? Đặt ẩn phụ để làm mất biểu thức căn. Hướng giải thứ ba đó là gì? Sử dụng bất đẳng thức để làm mất biểu thức căn. Với phương trình thứ nhất này, thầy cho mình có thể sử dụng được cả hai hướng giải, đó là hướng đặt ẩn phụ và hướng sử dụng bất đẳng thức. Bây giờ các em quan sát lời giải cụ thể của thầy như sau. Dạ. Trước khi giải hệ phương trình này thì cho mình cần tìm điều kiện 12 trừ y lớn hơn hoặc bằng 0, y trừ 2 lớn bằng 0, y nhân 12 trừ x bình lớn bằng 0. Điều này tương đương với y lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ bằng 12, y nhân với 12 trừ đi x bình lớn bằng 0. Do y lớn bằng 2 nhỏ hơn hoặc bằng 12 nên thầy suy ra 12 trừ x bình lớn bằng 0. Thầy có y lớn hơn hoặc bằng 2 nhỏ bằng 12, 12 trừ x bình lớn bằng 0. Thì tìm được ra điều kiện của x y. Y lớn bằng 2 nhỏ bằng 12. X lớn bằng trừ đi 2 căn 3 nhỏ bằng 2 căn 3. Như vậy là thầy đã tìm được điều kiện của biến x, biến y. Bây giờ thầy cho mình cùng biến đổi phương trình thứ nhất. Với phương trình thứ nhất, thầy có hai cách biến đổi.
Cách thứ nhất, sử dụng bất đẳng thực. Thầy sẽ sử dụng đến hai bất đẳng thực như sau. A nhân B thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng B bình trên 2. Dấu bằng xảy ra khi A bằng B. Dấu bằng khi xảy ra A bằng B. Bất đẳng thức số 2 sẽ được sử dụng ở đây. Đó là gì? Căn bậc 2 của AB nhỏ hơn hoặc bằng A cộng B trên 2. Đây chính là bất đẳng thức Cauchy. Điều kiện của bất đẳng thức Cauchy đó là AB đều phải là số dương. Dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B. Bây giờ thầy cho mình cùng sử dụng hai bất đẳng thức này vào phương trình thứ nhất. Thầy có lời giải như sau. Thầy có x nhân căn bậc 2 của 12 trừ y. X đóng vai trò là số A. Căn bậc 2 của 12 trừ y đóng vai trò số B. Thầy sử dụng bất đẳng thức thứ nhất. Thầy có được kết quả luôn nhỏ hơn hoặc bằng x bình cộng 12 trừ y trên 2. Được chưa? Thứ hai, đó là thầy có căn bậc 2 của y nhân 12 trừ x bình thì luôn nhỏ hơn hoặc bằng y cộng với 12 trừ x bình cả trên 2. Từ đây thì suy được ra vế trái của phương trình thứ nhất, x căn bậc 2 của 12 trừ y. Y nhân 12 trừ x bình luôn nhỏ hơn hoặc bằng kem cộng hai vế này lại với nhau, kem có được kết quả chính là bằng 12. Vậy là phương trình 1 tương đương với x lớn hơn hoặc bằng 0 và y bằng 12 trừ x bình. Được chưa? Và thầy chỉ cần thế vào phương trình số 2 thôi. Bây giờ thầy sẽ dẫn các em cái cách biến đổi số 2. Các em quan sát lại phương trình thứ nhất. Phương trình thứ nhất của chúng ta có tới hai biểu thực căn. Bây giờ thầy cho mình sẽ biến đổi làm mất biểu thực căn. Nếu các em bình phương hai vế thì không ổn, bởi sau khi bình phương hai vế chúng ta chưa mất được biểu thực căn. Vậy là thầy nghĩ đến chuyện đặt ẩn phụ bằng một biểu thực căn để làm giảm số lượng biểu thực căn xuống, sau đó chúng ta chuyển vế vào bình phương thì sẽ mất được biểu thực căn. Thế các em quan sát vào hai biểu thức căn này. Thì cái biểu thức căn này của chúng ta là có chứa cả x lẫn y. Nên thầy sẽ tiến hành đặt ẩn phụ t bằng biểu thức căn này. Thì thầy sẽ rút được y theo t. Thầy thay vào thì thầy chỉ còn một biểu thức căn. Và thầy tiến hành bình phương hai vế thì thầy sẽ làm mất được biểu thức căn đi. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành biến đổi cách giải số 2. Thầy đặt t bằng căn bậc 2 của 12 trừ đi y, t lớn hơn hoặc bằng 0. Bình phương hai vế thì có được kết quả đó là gì? T bình bằng 12 trừ y. Và từ đây thì có được y là bằng 12 trừ t bình. Phương trình thứ nhất của thầy tương đương với phương trình 1 tương đương với xt cộng với căn bậc 2 của 12 trừ đi t bình phương, đúng chưa? Nhân với 12 trừ x bình phương bằng 12. Thì chuyển vế thì có căn bậc 2 của 12 trừ t bình phương nhân 12 trừ x bình phương bằng 12 trừ xt. Thì điều kiện vế này lớn hơn bằng 0, sau đó thầy bình phương hai vế thì có tương đương với hệ 12 trừ xt lớn hơn hoặc bằng 0. Bình phương hai vế để làm mất căn thì có 12 trừ t bình phương nhân với 12 trừ x bình phương bằng 12 trừ xt tất cả bình phương. Thầy hiệu đây là 3, đây là 4. Thầy tiến hành biến đổi
Nhìn thứ tư thầy có 4 tương đương với thầy có là 12 bình phương trừ đi 12 x bình trừ 12 t bình cộng với x bình t bình. Bên đây thầy khai triển hàng là thức, thầy có 12 bình phương trừ 24 xt cộng với x bình t bình. Các em chuyển về, các em rút gọn thì các em có được đó là gì? X bình đúng chưa? Rồi trừ đi 2 xt cộng với t bình bằng 0. Và đến đây thì các em có được hàng là thức đó là gì? X trừ t tất cả bình bằng 0. Các em có được gì? T bằng x. Với t bằng x, các em thay vào 3, các em sẽ có được 12 trừ x bình lớn bằng 0. Các em chú ý là x của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng trừ 2 căn 3, nhỏ hơn hoặc bằng 2 căn 3, nên thỏa mãn, đúng không? Thỏa mãn 3. Mãn 3. Từ đây thầy suy được ra, t của chúng ta là bằng căn bậc 2 của 12 trừ y là bằng x. Các em chú ý, y của chúng ta là lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn bằng 12. Do đó từ đây thì có được kết quả x của chúng ta lớn bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng căn 10. Và mình có được kết quả là gì? Y bằng gì? Y bằng 12 trừ x bình phương. Bây giờ thầy cho mình chỉ cần thế vào phương trình số 2 để giải tìm ra nghiệm là xong. Các em thế y bằng 12 trừ x bình vào phương trình 2. Các em có được kết quả như sau. X mũ 3 trừ 8x trừ 1 bằng 2 căn bậc 2 của 10 trừ đi x bình phương. Đây là một phương trình vô tỉ. Để giải phương trình vô tỉ này, các em lại có hai cách. Cách thứ nhất, đó là các em sử dụng phương pháp nhân liên hợp. Muốn làm được phương pháp nhân liên hợp thì các em phải nhập lên một nghiệm. Để chưa? Rồi, cách số 2, đó là các em sử dụng phương pháp hàm số. Để làm được phương pháp hàm số thì các em cần phải gì? Tìm ra điều kiện chặt của biến x, để sau khi xét hàm chúng ta được một hàm số luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến, và các em tiến hành nhập nghiệm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em bằng phương pháp nhân liên hợp. Thì các em nhớ cho thầy là x của chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn bằng căn 10. Thầy nhập nghiệm, thầy thấy rằng với x bằng 3 chính là nghiệm của phương trình. Thầy thay x bằng 3 vào phía bên đây, thầy thêm bớt đời cha, khi đó thầy có được kết quả như sau. Phương trình tương đương với x mũ 3 trừ 8x, thầy thay x bằng 3 vào đây thì thầy có được kết quả là gì? 27 trừ đi 24. Như vậy là kết quả bằng 3. Vậy thì thêm bớt ở đây là trừ đi 3. Trừ 3. Trừ 3 thì chỗ này phải cộng với 2 để cho đảm bảo được quả. Trừ đi 2 căn bậc 2 của 10 trừ x bình bằng 0. Được chưa? Thầy sẽ nhóm 3 số hạng đầu tiên với nhau. 2 số hạng sau thì đặt nhân từ chung là 2 ra ngoài. Thì có. Cái này thầy tách ra x trừ đi 3. Đúng không? Thầy lấy x mũ 3 trừ đi 8x trừ 3 chia cho x trừ 3 thì thầy được biểu thức thương chính là x bình cộng 3x cộng 1 cộng với 2 làm nhân từ chung, thầy có được là 1 trừ đi căn bậc 2 của 10 trừ x bình phương. Thầy nhân liên hợp, thầy có 1 cộng với căn bậc 2 của 10 trừ x bình phương chia cho 1 cộng với căn bậc 2 của 10 trừ x bình phương bằng 0. Đến đây thầy có được kết quả đó là gì? X trừ 3 nhân x bình cộng 3x cộng 1. Được chưa? Cộng với 2 nhân với x trừ 3 nhân x cộng với 3. Vì đây chính là hàng thức, thầy có 1 bình trừ đi căn này bình phương. Căn này bình phương mất căn. Thầy có được kết quả chính là x bình trừ 9. Thầy tách thành x trừ 3 nhân x cộng 3. Tất cả chia cho
1 cộng căn bậc 2 của 10 trừ x bình phương, bằng 0. Các em đặt nhân tử chung là gì? X trừ 3 ra ngoài. Trừ 3 ra ngoài. Trong ngoặc các em có được là gì? X bình cộng 3x cộng 1 cộng với 2 nhân với x cộng 3 cả chia cho 1 cộng với căn bậc 2 của 10 trừ x bình phương bằng 0. Các em chú ý là x của chúng ta lớn bằng 0 và nhỏ hơn hoặc bằng căn 10. Do đó là cái biểu thức trong ngoặc này luôn lớn hơn 0. Bằng 0. Vậy là phương trình tương đương với là x trừ 3 bằng 0 tương đương x bằng 3. Với x bằng 3 thì thay vào thì tìm được ra y cũng bằng 3. Thì kiểm tra tất cả các điều kiện thì x bằng 3, y bằng 3 thỏa mãn điều kiện. Đúng chưa? Mà. Vậy là các em kết luận hệ phương trình của chúng ta có nghiệm x bằng 3, y bằng 3. Với hệ phương trình này để giải được thì các em phải có kiến thức tổng hợp ở đây. Ngoài việc phát hiện ra cái điểm mấu chốt của hệ phương trình thì các em cần phải có kỹ năng giải một phương trình vô tỉ. Đúng chưa? Và với phương trình vô tỉ này chúng ta có hai hướng giải như thầy đã phân tích ngay từ đầu. Đó là gì? Sử dụng phương pháp nhân liên hợp như thầy nhận đây và sử dụng phương pháp hàm số. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo trong đề thi. Thầy cho mình cùng vào câu hỏi số 9 trong đề thi. Cho x, y, z là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện x bình cộng y bình cộng z bình bằng 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P bằng biểu thức thứ nhất từ x bình chia cho mẫu x bình cộng y, z cộng x cộng 1. Cộng với biểu thức số 2 từ y cộng z chia cho mẫu x cộng y cộng z cộng 1. Trừ đi biểu thức số 3 từ là 1 cộng với yz chia cho mẫu bằng 9. Để tìm giá trị lớn nhất của một biểu thức ba biến, thường thì thầy cho mình sẽ biến đổi quy về chung một biểu thức, sau đó đặt ẩn phụ để quy về hàm một biến và tìm giá trị lớn nhất của hàm một biến đó. Với bài này thì có định hướng giải như sau. Các em quan sát biểu thức số 2 của chúng ta rất gọn. Do đó thầy sẽ tiến hành biến đổi biểu thức thứ nhất và biểu thức số 3 theo biểu thức số 2. Thế các em quan sát này, mẫu của biểu thức số 2 là x cộng y cộng z cộng 1. Như vậy là thầy nghĩ đến việc biến đổi cái tổng yz cộng 1 này theo một biểu thức mà đặt được nhân tử chung là x để thầy rút gọn với x ở trên tờ. Thầy có lời giải cụ thể như sau, các em quan sát. Thầy có hàng đẳng thức rất quen thuộc đó là gì? X trừ y trừ z tất cả bình thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Thầy tiến hành khai triển hàng đẳng thức, thầy có được kết quả. X bình cộng y bình cộng z bình trừ 2xy trừ 2xz cộng với 2 yz lớn hơn hoặc bằng 0. X bình cộng y bình cộng z bình theo giả thiết thì bằng 2. Do đó thầy có kết quả như sau. 2 cộng với gì? 2yz thì luôn lớn hơn hoặc bằng 2xy cộng với 2xz. Tiến hành chia cả hai vế cho 2 thì có được kết quả 1 cộng yz lớn hơn hoặc bằng gì? Xy cộng với xz. Từ đây thầy suy được ra biểu thức thứ nhất của thầy như sau. X bình chia cho x bình cộng với x cộng 1 cộng yz. Thầy đảo các vị trí. Luôn gì? Nhỏ hơn hoặc bằng x bình chia cho x bình cộng x cộng với gì? Xy cộng với xz. Mẫu kem đặt nhân tử chung là x, rút gọn cho tử kem có được kết quả là x chia cho x cộng y cộng z cộng với 1. Từ đây thầy suy ra biểu thức P nhỏ hơn hoặc bằng x chia cho x cộng y cộng z cộng 1 cộng với y cộng với z chia cho x cộng y cộng z cộng 1.
trừ đi 1 cộng với Iz trên 9. Điều này tương đương với P nhỏ hơn bằng X cộng Y cộng Z chia cho X cộng Y cộng Z cộng 1 trừ đi 1 cộng với Iz trên 9. Các em quan sát biểu thức thứ nhất của chúng ta. Chỉ chung một biểu thức đó là gì? X cộng Y cộng Z. Vậy là thầy nghĩ đến việc biến đổi 1 cộng với Iz theo X cộng Y cộng Z. Thì có X cộng Y cộng Z tất cả bình phương thì luôn khai triển được thành bằng X bình cộng Y bình cộng Z bình cộng với 2XY cộng 2XZ và cộng với 2YZ. Đúng chưa? X bình cộng Y bình cộng Z bình thì theo giả thiết của chúng ta là bằng 2. Vậy thì có kết quả bằng 2 cộng với gì? 2YZ cộng với 2X nhân với Y cộng Z. Thì coi X ở đây chính là A, Y cộng Z chính là B. Thì sử dụng bất đồng thức ở đây đó là gì? Hai lần AB luôn nhỏ hơn hoặc bằng A bình cộng với B bình. Vậy là thầy có được kết quả luôn nhỏ hơn bằng 2 cộng với 2YZ cộng với X bình cộng với Y cộng Z tất cả bình phương. Thầy tiến hành khai triển hàng đồng thức này và thầy lại thay tiếp X bình cộng Y bình cộng Z bình bằng 2 vào thì thầy có được kết quả như sau, tương đương với X cộng Y cộng Z tất cả bình luôn nhỏ hơn hoặc bằng 4 cộng với 4 lần YZ. Và từ đây thì thầy suy được ra 1 cộng với YZ thì luôn lớn hơn hoặc bằng X cộng Y cộng Z tất cả bình chia cho 4. Và khi đó thầy có được biểu thức P của chúng ta như sau. Thầy suy ra biểu thức P của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng X cộng Y cộng Z chia cho X cộng Y cộng Z cộng 1 trừ đi X cộng Y cộng Z tất cả bình chia cho 36. Đúng chưa các em? Thầy đặt T bằng X cộng Y cộng Z. Các em cần phải tìm điều kiện chuẩn xác cho ẩn phụ T. Thì các em có ngay là gì? T của chúng ta là lớn hơn bằng 0. Vì sao? X, Y, Z là ba số thực không âm. Rồi, tiếp theo thì có T bình phương thì bằng X cộng Y cộng Z tất cả bình. Khai triển hàng đồng thức này thì có X bình cộng Y bình cộng với Z bình cộng với 2XY cộng 2XZ cộng với 2YZ. Thì áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2XY, 2XZ, 2YZ thì có được kết quả nhỏ hơn hoặc bằng X bình cộng Y bình cộng với Z bình cộng với gì? X bình cộng Y bình cộng với X bình cộng Z bình cộng với Y bình cộng Z bình. Thế nhưng các em chú ý là gì? X bình cộng Y bình cộng Z bình là bằng 2. Vậy kết quả này bằng 6. Từ đây thầy suy ra T là nhỏ hơn bằng căn 6. Vậy là thầy suy được ra điều kiện của T lớn hơn hoặc không nhỏ hơn bằng căn 6. Khi đó biểu thức P của chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng T trên T cộng 1 trừ T bình trên 36. Thực hiện đây là biểu thức FT. Bây giờ thầy sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của biểu thức FT. Thầy có F phẩy T bằng 1 chia cho T cộng 1 tất cả bình phương trừ đi T chia cho 18. Các em tiến hành quy đồng. Các em có tương đương với F phẩy T là bằng T trừ 2 nhân với T bình cộng với gì? 4T cộng với 9
tất cả chia cho 18 nhân với t cộng 1 tất cả bình phương. Từ đây thì suy được ra f't bằng 0 tương đương với t bằng 2. T bằng 2 thỏa mãn điều kiện này. Đúng chưa các em? Đấy, thuộc đoạn từ gì? 0 cho đến căn 6. À, từ đây thì có được có f của 0 là bằng f của 0 các em thay vào. F của 0 thay vào đây thì kết quả của các em có được là gì? Bằng 0. F của 2 các em thay vào, các em có kết quả là 5/9. Còn f của căn 6, f của căn 6 thay vào thì các em có được kết quả bằng căn 6 chia cho căn 6 cộng 1. Đúng chưa các em? Rồi, trừ đi căn 6 bình phương thì bằng 6, trừ đi 1/6. So sánh ba giá trị này, từ đây thì suy được ra mắc của FT là bằng 5/9. Vậy là từ đây thì suy được ra mắc của tỉ lệ thuộc P là bằng 5/9. Khi các em chỉ ra điều kiện dỗ bằng ở đây thì các em thấy rằng gì? Với x bằng y và bằng 1, z bằng 0 thì chúng ta sẽ đạt được dấu bằng là bằng 5/9. Và đến đây các em kết luận cho thầy giá trị lớn nhất của biểu thức P là bằng 5/9 khi x bằng y bằng 1 và z bằng 0. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em câu số 9, cũng là câu cuối cùng trong đề thi. Đây là một câu khó. Vậy là thầy đã hướng dẫn các em cách phân tích để tìm ra đáp án của đề thi Đại học Khối A A1 năm 2014. Thầy hy vọng rằng qua cách hướng dẫn của thầy, các em rút được ra một kinh nghiệm để chuẩn bị cho một kỳ thi tiếp theo đạt được kết quả cao nhất. Thầy chúc các em có một kỳ thi đại học đạt được kết quả cao và đạt được những mong muốn của mình. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.